Hello mọi người, hôm nay Toán sẽ làm một cái video ngắn, không phải là bán xe và cũng không phải là giới thiệu xe, mà là mình sẽ nói về cái thông số lớp của ô tô. Thì điển hình có chiếc xe ở đây, thì mình sẽ thông tin đến những anh chị nào mà chưa biết ý nghĩa của thông số trên lớp xe của mình. Thì tất cả các hãng lớp xe đều có những cái thông số cơ bản như thế này ha. Mọi người có thấy là 225-50R17-94W. Thì 225 của cái lớp xe này có nghĩa là như thế nào? 225 là 225 của chiều rộng. Chiều rộng của cái lớp xe này là 225mm. Đó, 225mm là chiều rộng của cái lớp xe này. Và con số 50 là gì? Ở 50 là 50% của 225 là cái chiều cao. Là 50% của 225 ha. Đó. Cái 50% này, ví dụ có thông số này mà càng cao á, thì cái vỏ nó càng dày. Thì càng dày thì cái vỏ nó sẽ đi im hơn, cái độ đàn hồi tốt hơn. Và cái thông số này càng thấp, ví dụ như 45, thì cái này nó sẽ mỏng lại, thì xe mình nó đi sẽ ồn hơn. Ví dụ như vậy, những thông số, ví dụ như những chiếc xe thể thao thì cái thông số này rất là thấp, nó mỏng. R là gì? R là cái cấu trúc của cái lớp. Đa số thì sử dụng là cái cấu trúc R này. R con theo tiếng Anh là radian, là bố hướng kính. À, là bố hướng kính. Thì cái đó là bố hướng kính ha. Đa số bây giờ là sử dụng cấu trúc lớp như vậy. Còn 17 là đường kính của mâm, 17 inch. Đó là 17 inch. Cái số 17, 18, 19, 20, 21, cái số càng cao thì cái mâm mình cũng càng to. Thì đối với xe này là mâm 17 inch. Còn số 94 phía sau là gì? Cái thông số này cũng không quan trọng lắm, mọi người có thể không quan tâm đến nó. Nhưng mình vẫn nói luôn, 94 là chỉ số quy định tải trọng cho phép của cái lớp này. Ví dụ như 94 thì quy đổi ra theo cái bảng quy đổi nha, họ sẽ có một cái bảng quy đổi. 94 là tải trọng cho phép của cái lớp này là tầm khoảng, là chính xác luôn là 670kg. Số 94 là cái mã thôi. Mình có thể tra trên Google ha. Tra trên Google ra. W là gì? W có nghĩa là cái thông số giới hạn tốc độ cho phép của cái lớp này có thể chạy được. À, thì mình cũng có một cái bảng luôn ha. Thì cái thông số này các bạn cũng không có nên quan tâm nó làm gì. Chỉ quan tâm về cái ba số trước này. Thực ra thì như vậy thôi. Cái lớp xe nào cũng có những cái thông số như vậy. Và một số cái thông tin nữa là như thế này. Mọi người có thấy là 39 19 đuôi. Đó. 39 19 39 19 có nghĩa là cái lớp này sản xuất vào tuần thứ 39 của năm 2019. À, là trên xe là sẽ có một cái đát sản xuất là ngày sản xuất như thế này ha. Rồi. Đó là những thông tin cơ bản của một cái lớp xe thôi. Và sẽ có trên cái gai xe thì nó sẽ có một cái nhấp nhô lên nè. Nó có một cái đường gọi là cái giới hạn. Cái giới hạn cho phép bánh xe mình mòn tới đây, là mòn tới đây bắt buộc phải thay. À, xe nào cũng có cái này, thậm chí xe máy mình cũng có ha. À, nó có một cái rãnh bên trong, mọi người thấy rõ không? Cái rãnh nè, đó, đây cái rãnh nè, là cái độ mòn cho phép tới đây là phải thay, là tới cái mức nguy hiểm. Đó, cảnh báo là nguy hiểm. Thì đối với xe đan, xe gia đình 5 chỗ thì mình đi tầm khoảng 50-60 ngàn là có thể là vỏ mình đã thay được rồi. Tùy vào cái đường địa hình mình đi,
nó mòn như thế nào. Địa hình xấu thì mòn, cái vỏ nó sẽ mau, mòn, rách. Đó thì thông qua video này ngắn này thì mình xin giới thiệu như vậy ha. Thì các bạn nào mà chưa hiểu đó thì nó sẽ thông tin đến mọi người là như vậy, thông số lớp cơ bản là như vậy. Rồi cảm ơn mọi người xem video ha. Rồi cảm ơn mọi người. Mọi người hạ nếu mà thấy đó thì thông tin cơ bản đó sẽ đưa đến mọi người là thông tin của một cái lớp cơ bản thôi, những cái thông số cơ bản như vậy thôi. Thì có những người chưa biết. Đó thì trên lớp xe của mình thì sẽ có những cái thông tin cơ bản là như vậy ha. Chiều cao, rồi, kích thước mâm cũng như năm sản xuất, đó là những thông tin cơ bản mình cần phải biết. Đó, những thông tin cần phải biết. Rồi, mọi người nếu thấy hay thì hãy cho tôi một like hoặc là subscribe ngay phía bên dưới ha, và bấm vào nút chuông để được theo dõi những video tiếp theo, những video về giá xe, bán xe ha, xe cũ. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.